chào các bạn, tôi tên là Mike, hiện đang làm huấn luyện viên yoga tại City Gym. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập chuỗi yoga để tóc. Chuỗi bài tập này sẽ giúp chúng ta thanh lọc cơ thể. Một điều quan trọng, đừng quên đưa hơi thở của bạn vào trong từng động tác trong lúc tập luyện nhé. Chúng ta bắt đầu trong tư thế ngồi thoải mái, dựa thẳng lưng, hai tay thủ ấn Chimura đặt lên trên gối, cầm hơi hướng nhẹ về ngực, rồi từ từ chúng ta nhắm mắt lại. Chúng ta dành vài phút đầu cho mỗi buổi tập. Mình ngồi xuống, thả lỏng toàn bộ cơ thể và thả lỏng toàn bộ suy nghĩ. Hướng cái sự tập trung vào hơi thở. Cảm nhận hơi thở. Hơi thở đi vào, hơi thở đi ra. Tâm trí của chúng ta lắng dịu theo từng hơi thở. Cơ thể của chúng ta mềm mại, thả lỏng theo từng hơi thở. Chậm rãi chúng ta đánh thức cơ thể của mình. Hai tay mình chắp về trước ngực. Chúng ta đặt để về đây những năng lượng tích cực. Chúng ta bắt đầu hít vào một hơi thật sâu. Đặt về trên trán, ta cúi gặp người về phía trước cùng chào nhau. Namaste. Tiếp vào ta bước lùi hai tay nâng người lên, vươn hai tay lên trên cao, kéo dài cột sống của mình lên trên, vươn dài cột sống của mình lên trên nào. Thở ra nghiêng người sang bên phải, đặt cái cánh tay phải xuống dưới sàn, vươn dài cái cánh tay trái qua khỏi đầu. Mở ngực trái hướng lên, mắt nhìn lên trên. Chậm rãi ta đặt tay trái xuống dưới sàn. Bước dài hai tay về phía trước, cúi gập người sát xuống. Gập cho bụng chạm đùi, ngực chạm đùi, trán chạm sàn nếu có thể. Hít vào ta bước lùi hai tay nâng người ngồi dậy. Tay trái bắt lấy cái gối phải, ôm lấy cái gối phải. Tay phải chống thẳng sau lưng, nâng cột sống. Rồi thở ra vặn xoắn người sang phải, mắt nhìn ra sau. Tay trái vẫn ôm lấy gối phải, hít vào xoay người trở về chính giữa, nâng tay phải lên trên cao, nâng cột sống lên nào. Rồi thở ra nghiêng người sang bên trái, mở ngực phải hướng lên, mắt nhìn lên trên. Cảm nhận cái sự căng giãn bên phần cơ lưng bên phải trong cái tư thế này. Hít vào nâng người lên, tách tay trái. Nâng tay trái lên trên cao. Thở ra nghiêng người sang bên trái. Đặt cánh tay trái xuống dưới sàn. Mở ngực phải hướng lên. Mắt nhìn lên trên. Chậm rãi
ta đặt tay phải xuống dưới sàn, bước dài hai tay về trước, cúi gập người xuống, giữ cho hông cố định trên sàn. Gập sát hơn, cúi sát hơn. Hít vào, ta bước lùi hai tay, nâng người lên. Tay phải ôm lấy gối trái, tay trái chống thẳng sau lưng, nâng cột sống. Rồi thở ra, vặn xoắn người sang bên trái, mắt nhìn ra sau, qua cái vai trái của mình. Hít vào, xoay người về chính giữa, nâng tay trái lên, nâng cột sống lên. Rồi thở ra, nghiêng người sang bên phải, mở ngực trái, giữ tại đây. Hít vào, nâng lên, tách tay phải, nâng tay phải lên trên cao. Thở ra, nghiêng người về phía trước một góc 45 độ, siết rút cơ bụng vào trong, kích hoạt hai cánh tay. Hít vào, nâng lên, hai vòng nữa nào. Thở ra, nghiêng người về phía trước một góc 45 độ. Hít vào, nâng lên, thở ra, nghiêng người về phía trước và giữ tại đây. 1 2 3 4 5. Chậm rãi đặt hai tay xuống dưới sàn, cúi gập người sát xuống, vươn dài cột sống, duỗi dài cột sống về phía trước. Hít vào, bước lùi hai tay, nâng người ngồi dậy. Ta tách hai chân ra, đặt hai bàn chân chạm sàn, co hai gối lại. Rồi bây giờ duỗi hai cánh tay của mình về phía trước, kích hoạt hai cánh tay, nâng hai bàn chân lên. Hai bàn chân không chạm sàn, siết hai chân lại. Lựa chọn thứ nhất giữ tại đây, lựa chọn thứ hai đẩy thẳng gối ra. Thở ra, co gối. Hít vào, duỗi. Thở ra, co. 3 vòng nữa nào. Hít vào, duỗi. Thở ra, co. Hít vào, duỗi. Thở ra, co. Hít vào và giữ tại đây. 1 2 3 4 5. Co gối, bắt chéo hai chân, bước hai tay về đầu thảm, rồi bước hai chân ra sau, trở về tư thế chó cúi mặt duỗi mình. Cân chỉnh lại tư thế chó cúi mặt nào. Khoảng cách giữa hai bàn chân rộng bằng một bàn tay. Hai bàn chân song song với nhau, đẩy thẳng hai gối ra, đặt được hai gót chân xuống dưới sàn nếu có thể. Xoay rộng các ngón tay ra, ấn và bám chặt xuống dưới sàn, đẩy hông lên cao và ra sau, để mình trải dài được cột sống ra, kéo dài được cái cột sống ra. Rồi bây giờ siết cơ đùi, rút cơ bụng, đầu cổ tha lỏng giữa hai vai, mắt nhìn về giữa hai chân. 5 hơi thở tại đây nào. Cảm nhận sự căng giãn của cơ thể, cảm nhận cái sự căng giãn của cột sống, căng giãn cơ ham kinh, cảm nhận hai cánh tay của mình. Hít vào, từ từ nâng hai gót chân lên nào, đẩy hông lên cao. Thở ra, đưa hai gót chân sang bên phải, gót chân chạm sàn, hà hông thấp xuống, mắt nhìn ra phía sau. Hít vào, về giữa, đẩy hông lên cao, nâng cao gót chân lên, nhấn nhẹ vai xuống. Rồi thở ra, đẩy hông sang bên trái, hai gót chân hướng sang bên trái, gót chân chạm sàn, cảm nhận cái cột sống của mình. Hít vào, về giữa, đổ người về phía trước, tư thế tấm ván. Cân chỉnh lại tấm ván.
gót chân thẳng ở trên các ngón chân, hai cổ tay thẳng trên vai, hông cao bằng vai, siết cơ đùi, siết cơ bụng. Mắt nhìn về phía trước, làm thật chậm, thở ra hạ cho gối, ngực cầm chạm sàn. Hai bàn tay đặt cạnh ngực, khép chỏ tay, duỗi mũi chân, hít vào ấn lòng bàn tay xuống trường người lên, rắn hổ mang, chung chỏ tay, giữ thẳng cổ, mắt nhìn về phía trước. Thở ra xoay người sang phải, mắt nhìn ra sau, hít vào về giữa, thở ra sang trái, hai vòng nữa nào, hít vào về giữa, thở ra sang phải, hít vào về giữa, thở ra sang trái, hít vào về giữa, thở ra sang phải, hít vào về giữa, thở ra sang trái, hít vào về giữa, chống mũi chân, nâng gối, đẩy hông lên cao, trở về tư thế chó cúi mặt, cân chỉnh lại tư thế chó cúi mặt một lần nữa. Thêm 5 hơi thở nữa tại đây nào. Chung hai gối, mắt nhìn về phía trước, bước hoặc nhảy hai chân về giữa hai tay. Hít vào nâng nửa người, thẳng gối, tay đặt lên trên cẳng chân. Hông cân bằng, giữa dài cột sống về trước, mắt nhìn về phía trước. Thở ra chậm rãi, cúi gập người xuống, tay ôm lấy cổ chân, gập sát, cúi sát xuống. Ai chưa cúi sát ta chủ động co gối lại, co đến khi nào mà đùi chạm được bụng của mình thì lưng sẽ được giữ thẳng. Hít vào từ từ tách tay, nâng người cuộn tròn lưng lên, xoay vai ra sau, vươn tay lên trên cao, mắt nhìn lên trên trần. Thở ra chắp hai tay về trước ngực, nhắm mắt lại, vài hơi thở tại đây. Chúng ta cảm nhận tâm trí, cân bằng lại hơi thở. Từ từ ta mở mắt ra nào. Hít vào vươn tay, kéo dài cột sống lên trên. Thở ra cúi gập người về phía trước, gập sát hơn, cúi sát hơn. Hít vào nâng nửa người lên, hai tay đặt xuống dưới sàn. Bước chân phải ra sau, một bước thật là dài, chống thẳng mũi chân phải xuống. Gối trái chung vuông góc, cho cổ chân trái thẳng ở trên gối. Siết cơ đùi chụp phải lại, mắt nhìn về phía trước, tư thế thẳng lặng. Rồi bây giờ đặt bàn tay phải xuống dưới sàn, hít vào vươn tay trái, mở ngực trái. Thở ra chùm gối phải không chạm sàn, duỗi tay trái ra sau, mắt nhìn ra sau. Hít vào xoay người trở về trước, duỗi tay trái về phía trước. Hai vòng nữa nào, thở ra chùm gối phải, duỗi tay trái ra sau. Hít vào thẳng gối, đưa tay trái về phía trước. Thở ra chùm gối và giữ tại đây. 1, 2, 3, 4, 5. Đặt gối phải chạm sàn, nâng chân phải lên, lấy tay trái bắt lấy bàn chân phải. Lựa chọn thứ nhất mình sẽ giữ tại đây. Lựa chọn thứ hai, kéo gót chân phải sát vào hông, mắt nhìn ra sau, giữ tại đây. 1, 2, 3, 4,
5, thở ra buông tay, đặt tay trái bên trong chân trái, chống thẳng mũi chân phải xuống dưới sàn, hít vào nâng chân trái ra sau rồi lên cao, úp hông trái xuống, duỗi thẳng cái mũi chân trái ra, thở ra co cho gối trái, chạm khuỷu tay trái, rút cơ bụng cuộn lưng lên, nhấn mạnh tay xuống như nào, duỗi thẳng mũi chân trái ra, hít vào nâng lên, thở ra co vào khuỷu tay phải, hơi đổ người về phía trước, hít vào nâng lên, thở ra co chạm ngực, chạm cằm hoặc chạm trán, bước chân trái về giữa hai tay, đẩy thẳng gối phải, mắt nhìn về phía trước, hít vào nâng chân phải lên, thở ra co cho gối phải chạm ngực, chạm cằm hoặc chạm trán, duỗi mũi chân phải ra, hít vào duỗi, thở ra co, hít vào duỗi, thở ra co và giữ tại đây. Ai đi xa, nâng tay trái lên, nâng tay phải lên, 1, 2, 3, 4, 5, bước chân phải lên bằng chân trái, hít vào nâng nửa người, thở ra cúi gập xuống, hít vào tách tay cuộn tròn lưng lên, nâng người đứng lên, nâng gối trái lên nào, lựa chọn thứ nhất, hai tay ôm lấy gối trái, giữ tay đây. Lựa chọn thứ hai, lấy tay phải bắt lấy bàn chân trái, bung thẳng chân trái về trước, hạ hông trái xuống, duỗi tay trái ra sau. 1, 2, 3, 4, 5, thở ra co gối, lấy hai tay bắt lấy cái bàn chân trái của mình, bung thẳng chân trái về trước một lần nữa. Rồi bây giờ trùng cái gối phải, hạ hông ngồi thấp xuống, hông không chạm sàn. 1, 2, 3, 4, 5, thở ra hạ hông xuống, hít vào kéo chân trái sát vào ngực, vào cằm, vào trán, thở ra hạ chân, hai vòng nữa nào, hít vào lên, thở ra xuống, hít vào nâng lên và giữ tại đây. 1, 2, 3, 4, 5, thở ra hạ chân xuống. Lựa chọn thứ nhất, hai tay chạm sàn và nâng người đứng lên. Ai muốn thử thách mình hơn, hai tay bắt lấy chân của mình, nâng hông rồi nâng người đứng lên, co gối trái lại, lấy tay trái bắt lấy cái bàn chân trái của mình, hít vào, đổ người về phía trước, trùng gối phải, đặt tay phải xuống dưới sàn, bung cái chân trái lên trên cằm. 1, 2, 3, 4, 5, thở ra buông tay, bước cái chân trái ra sau, đặt hai tay về đầu thảm, rút cái chân phải ra sau rồi nâng lên cao. Tư thế chó cúi mặt ba chi, thở ra co cho gối phải, chạm khuỷu tay phải, hít vào nâng lên, thở ra co trái, duỗi cái chân phải sang trái nào, chân phải song song với cái mép thảm phía trước, hít vào nâng hông mở ngực, vươn tay trái qua khỏi đầu, thở ra trùng cái gối trái, đẩy hông ra sau, tay trái bắt lấy ngón cái chân phải, hít vào trùng gối phải,
đẩy hông về trước, vươn tay trái qua khỏi đầu. Hai vòng nữa nào. Thở ra chùm gối trái, hạ hông ấp xuống. Hít vào chùm gối phải, bung căng lồng ngực lên. Thở ra chùm gối trái và giữ tay đây. Một, hai, ba, bốn, năm. Chùm gối phải, vươn tay trái qua khỏi đầu. Mở ngực trái hướng lên nào, giữ tay đây. Một, hai, ba, bốn, năm. Thở ra, đặt tay trái xuống dưới sàn. Rút chân phải ra sau, trở về chó cúi mặt. Hít vào tấm ván. Lựa chọn thứ nhất, hạ gối, ngực cầm chạm sàn. Lựa chọn thứ hai, trùng chỏ tay, hạ thật chậm, tấm ván thấp. Hít vào, trường người về phía trước, tư thế rắn hổ mang hoặc chó ngẩng mặt. Tư thế chó ngẩng mặt, nâng đùi, đẩy thẳng chỏ tay ra, hạ vai xuống, giữ thẳng cổ, mắt nhìn về phía trước. Thở ra, trở về tư thế chó cúi mặt. Hít vào, bước lùi hai tay về phía hai chân. Hai chân tách rộng bằng vai. Lấy tay trái bắt lấy cổ chân phải. Hít vào, vươn tay phải lên trên cao. Mở ngực phải. Rồi vòng tay phải ra sau lưng. Bắt lấy cái đùi trước bên trái. Vặn xoắn nhiều hơn một chút nào. Thở ra, từ từ mình buông tay. Lấy tay phải bắt lấy cổ chân trái. Hít vào, vươn tay trái. Mở ngực trái hướng lên. Vòng tay trái ra sau. Bắt lấy đùi trước bên phải. Hai vòng nữa. Thở ra, buông tay. Hít vào, vươn tay phải. Vặn xoắn sang bên phải. Thở ra, buông tay. Hít vào, vươn tay trái, vặn xoắn sang bên trái. Một vòng nữa nào, thở ra, buông tay. Hít vào, vặn xoắn sang bên phải. Giữ tay đây. Một, hai, ba, bốn, năm. Thở ra, buông tay. Ta đổi bên và giữ tay đây. Một, hai, ba, bốn, năm. Thở ra, buông tay. Đặt hai tay xuống dưới sàn và bước hai tay về đầu thẳng. Chùm hai gối, bước hoặc nhảy hai chân về giữa hai tay. Hít vào, nâng nửa người. Thở ra, cúi gập người sát xuống. Hít vào, cuộn tròn, lưng nâng người đứng lên, vươn hai tay lên trên cao. Thở ra, cúi gập người xuống. Hít vào, nâng nửa người lên, bước chân trái ra sau một bước thật là dài, chống thẳng mũi chân trái xuống. Đẩy thẳng gối trái ra. Gối phải vuông góc, mắt nhìn về phía trước. Thở ra. Vươn tay phải lên trên cao. Co gối trái. Duỗi tay phải ra sau. Mắt nhìn ra sau. Hít vào, thẳng gối. Duỗi tay phải về trước. Hai vòng nữa nào. Thở ra, co gối trái. Duỗi tay phải ra sau. Hít vào, về trước. Thở ra và giữ tay đây. Một, hai, ba, bốn, năm. Đặt gối trái xuống dưới sàn. Nâng chân trái lên. Lấy tay phải bắt lấy bàn chân trái. Bắt được rồi.
kéo cái gót chân trái sát vào hông phía sau và giữ tại đây. 1 2 3 4 5 Thở ra buông tay, đặt tay phải bên trong chân phải, hít vào nâng chân phải lên trên cao. Thở ra, co gối phải, chạm ngực, chạm cằm hoặc chạm trán. Bước chân phải về giữa hai tay, đẩy thẳng gối trái ra, mắt nhìn về phía trước. Hít vào nâng chân trái lên, thở ra co cho gối trái, chạm ngực, chạm cằm hoặc chạm trán. Hít vào duỗi, thở ra co. Hít vào duỗi, thở ra co và giữ tay đây. Ai đi xa, nâng tay phải rồi nâng tay trái lên, thân người song song với sàn nhà. 1 2 3 4 5 Bước chân trái lên bằng chân phải, hít vào nâng nửa người, thở ra cúi gập sát xuống. Hít vào cuộn tròn lưng lên, làm thật tròn, nâng người đứng lên, cuộn vai ra sau. Lựa chọn thứ nhất, nâng gối phải, hai tay ôm lấy gối và giữ tại đây. Lựa chọn thứ hai, lấy tay trái bắt lấy bàn chân phải, hít vào bung thẳng chân phải về trước, duỗi tay phải ra sau, mắt nhìn theo tay. 4 5 Co gối phải lại, lấy hai tay bắt lấy chân phải, hít vào bung thẳng chân phải về trước, rồi chung gối trái, hạ hông thấp xuống, hông không chạm sàn. 1 2 3 4 5 Thở ra hạ hông xuống, hít vào kéo chân phải sát vào ngực, vào cằm, vào trán. Thở ra hạ xuống, hít vào lên, thở ra xuống, hít vào lên và giữ tại đây, kéo sát vào. 1 2 3 4 5 Thở ra hạ chân xuống, nâng hông lên. Rồi từ từ nâng người đứng lên, co gối phải lại, lấy tay phải bắt lấy mũi bàn chân phải, đổ người về phía trước, chung gối trái, đặt tay trái xuống dưới sàn, bung cái chân phải lên trên cao. 1 2 3 4 5 Thở ra buông tay, bước chân phải ra sau, đặt hai tay về đầu thảm, rút chân trái ra sau rồi nâng lên cao. Thở ra co cho gối trái, chạm khuỷu tay trái. Hít vào nâng chân, thở ra co phải, duỗi chân trái sang bên phải, cẳng chân song song với cái mép thảm phía trước. Hít vào nâng hông mở ngực, vươn tay phải qua khỏi đầu. Tư thế tấm ván nghiêng, tư thế tam giác nghiêng. Chung gối phải, hạ hông sang bên phải, thở ra nào. Tay phải bắt lấy ngón cái chân trái, hít vào chung gối trái, vươn tay phải qua khỏi đầu. Hai vòng nữa, thở ra chung gối phải, hít vào chung gối trái, thở ra chung gối phải, giữ. 1 2 3 4 5 Hít vào chung gối trái, giữ. 1 2 3 4 5 Đặt tay phải xuống dưới sàn, rút chân phải ra sau, trở về chó cúi mặt, thở ra nào. Hít vào tấm ván, hạ thật chậm,
tấm ván thấp hoặc gối ngực đồng chạm sàn, thở ra. Chườn người về phía trước, rắn hổ mang hoặc chó ngẩn mặt. Thở ra, đẩy hông ra sau, chống mũi chân, trở về chó cúi mặt. Hít vào bước lùi hai tay về phía hai chân. Hai tay cách chân khoảng hai bàn tay, chung hai chỏ tay lại, đặt hai gối lên trên hai chỏ tay, mắt nhìn về phía trước. Lựa chọn thứ nhất giữ tại đây, lựa chọn thứ hai mình lên tư thế phong quả. Một, hai, ba, bốn, năm, thở ra đặt hai chân xuống dưới sàn, hạ hông thấp xuống. Hai tay ôm lấy hai gối, cúi gầu người vào hai gối của mình, nghỉ ngơi. Từ từ ta nâng đầu lên, tách hai tay ra, ta ngồi xuống dưới sàn, xếp về đầu thảm. Khép hai chân lại, co hai mũi chân hướng về ngực. Hít vào vươn tay nâng cột sống. Thở ra duỗi dài cột sống về trước, cúi gập người sát xuống. Hai tay bắt lấy hai chân. Hít vào, tách tay nâng người lên. Hai vòng nữa nào. Thở ra cúi gập người về trước. Vào nâng lên, thở ra cúi gập và giữ tay đây. Hít vào nâng người lên, vươn hai tay nâng cột sống. Thở ra xoay người sang bên phải, đặt hai tay xuống dưới sàn, cúi gập người xuống. Hít vào về giữa vươn tay. Thở ra xoay sang trái, cúi gập người xuống. Hai vòng nữa nào. Hít vào về giữa. Thở ra sang phải. Hít vào nâng lên. Thở ra sang trái. Hít vào về giữa. Thở ra sang phải và giữ tay đây. Ai đi xa, trán chạm sàn. Vào nâng lên, vươn tay, vươn dài cột sống lên trên nào. Thở ra sang trái và giữ tay đây. Hít vào, nâng lên, vươn hai tay lên trên cầm. Thở ra, hạ lưng giữa chạm sàn, duỗi hai tay về trước, rồi nâng hai chân lên, duỗi thẳng mũi chân ra nào, cầm hướng về ngực. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, 8, 9, 10, thở ra hạ chân, hạ lưng chạm sàn, co hai gối vào bụng, bắt chéo hai chân, hai tay ôm lấy hai gối của mình, ôm chặt lấy hai gối, lăn phải, lăn trái vài vòng. Vào đưa hai gối trở về giữa,
thở ra, co cho trán chạm gối, nâng đầu lên. Hai tay ôm chặt lấy hai gối của mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lăn lưng về trước và ra sau. Hít vào, đưa lưng về chính giữa, duỗi chân trái ra, kéo sát cái gối phải vào bụng, đặt đầu chạm sàn, rồi đưa gối phải sang trái, tay trái đặt lên trên gối phải, mở tay phải ra, nhấn hai vai xuống dưới sàn. Trước khi mình nhấn cái gối phải xuống dưới sàn, mắt nhìn ra tay phải. Thở ra, buông tay, ta đổi bên, duỗi chân phải, co gối trái vào bụng, kéo gối sát vào bụng, đưa gối trái sang phải và duỗi tay trái sang bên dưới, mắt nhìn sang bên phải. Hít vào, xoay người trở về giữa, ta duỗi hai chân ra, hai chân tách rộng bằng vai, hai tay xuôi theo thật, thả lỏng toàn bộ cái cột sống của mình xuống dưới sàn, thả lỏng toàn bộ suy nghĩ tại đây. Từ từ chúng ta nhắm mắt lại. Chúng ta đi vào tư thế thư giãn, tư thế Savasana. Tư thế Savasana là một cái tư thế giúp chúng ta cân bằng cơ thể, cân bằng lại năng lượng, cân bằng lại hơi thở. Nó là một cái món quà cuối mỗi cái buổi tập. Chúng ta thả mình vào trong cái tư thế này, cảm nhận và tận hưởng cái cơ thể này, cái tâm trí này trong cái giây phút này. Chậm rãi chúng ta đánh thức cơ thể của mình. Ta khép hai chân lại, co vươn hai tay qua khỏi đầu, đan các ngón tay, xoay mở lòng bàn tay hướng lên, hít vào, duỗi mũi chân, kéo dài cột sống ra, căng giãn toàn bộ cơ thể. Thở ra, từ từ buông tay, nghiêng người qua bên phải, chậm rãi ta chống tay ngồi dậy. Chúng ta ngồi lắng tâm thêm vài hơi thở nữa nào. Giữ thẳng lưng, nhắm mắt lại. Cơ thể lúc này đang được thư giãn, tâm trí của chúng ta lúc này cảm thấy an yên hơn, chậm rãi hơn. Chúng ta cảm nhận một cái nguồn năng lượng tươi mát đang chạy khắp toàn bộ cơ thể của mình,
những cái tiêu cực ra ngoài, đẩy những cái sự căng cứng, những cái sự lo lắng của tâm trí, của cơ thể đi ra ngoài. Từ từ hai tay chúng ta chắp về trước ngực nào, thẳng lưng, nâng cột sống. Chúng ta đặt để về đây sự chú tâm, đặt để về đây những năng lượng tích cực, đặt để về đây những năng lượng của sự yêu thương. Chúng ta hướng những cái năng lượng này về với tất cả mọi người để mình cảm nhận, để chúng ta biết rằng cái tình yêu thương nó luôn hiện hữu ở khắp tất cả mọi nơi. Hai tay mình đặt về trên trán, ta cúi gặp người về phía trước cùng chào nhau. Namaste. Cảm ơn các bạn đã cùng tập luyện với City Gym. Hy vọng là các bạn đã có được những cái trải nghiệm thật là tốt và thật là thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài tập tiếp theo.